bà đó đi thiệt cái khổ ghê. Ba cái hộp quẹt gì đâu mà quẹt hồi nãy giờ một chục lần nó không lên là sao, đốt phong long mà cũng không. Chị nói nghe nè chị đạn quẹt gì mà chị quẹt kiểu đó hoài là không bao giờ cái gì nó cháy, mà chỉ được một việc duy nhất. Việc gì? Gãy cái gym. Ờ ha. Chị nhận ra em rồi đúng không? Em Đạo nè. Ai? Đạo. Đạo? Ủa tôi đang tỉnh, tôi đang mơ ta. Ây da. Cái gì vậy? Đạo. Đạo. Thì đang tỉnh mới đau đúng không? Là Đạo. Ừ. Trời đất ơi, hồi đó quê chớt à, mà sao bây giờ mặc đồ chớt dữ vậy? Thôi không mấy chuyện ngày xưa, chị đừng có nhắc lại được không? Nhìn em bây giờ là được rồi, ngạc nhiên lắm đúng không? Có thuốc trị rồi đúng không em? Có, thuốc gì? Thuốc trị bệnh khờ á. Chị này, thì có thuốc thiệt. Thấy chưa, chị nghi rồi, làm sao mà nó hết được? Nhờ tình yêu á chị. À, thuốc tình yêu hả? Ừ. Trời ơi, chị tính ra mấy cái chiêu mà ông Phong chỉ cho ông 13 vậy mà hiệu nghiệm quá. Nói vậy chứ chị pha cà phê cho em chưa? Quên, đợi chút chị pha liền. Trời chị, ơi. Chị, khỏi làm luôn chơi, em có tin nhắn em phải đi góp rồi, tính ghé qua ngọn thăm mọi người thôi à. Ủa không uống cà phê hả? Chắc không kịp đâu, giờ em phải đi liền á. Mở hàng cho chị giùm ly đi em, mở hàng cho nó may mắn mau lẹ nha. À. Chị đi. Chị nhanh lên giùm em nha. Rồi, cà phê có liền. Chà. Dạo này lên đời quá ha. Trời ơi, chạy điện thoại được. Lát nữa cho chị số nha cưng. Em ghi vô đây luôn nha. Ghi vô dạ, đi. Dạ. Dạo này sang chẳng quá trời luôn. Trời ơi, bữa giờ em không có tin được á. Là em có hai anh ba luôn. Mà anh ba đâu chị? Đi rồi. Mở mắt là đi tới tối mệt mới về. Không phụ giúp gì trơn chán lắm em ơi. Nói nghe nè. Dạ. Dạo này còn là làm việc ở sở thú không? Chị, công việc bây giờ mình thay đổi thì công việc phải thay đổi theo chứ. Đâu có ai đâu mà đi chăm sóc thú hoài gì được đúng không chị? Trời ơi, ăn nói nó cũng khác hồi xưa. Nè thôi chị làm cà phê lẹ cho em đi. Xong rồi đây nè, cà phê của em nè cưng. Dạ, cảm ơn chị. Ừ. Trời ơi, lâu ngày không gặp á. Chị cho em ly cà phê thiệt đó, bữa nay chắc may mắn lắm luôn á. Cho hả? Cho đúng không? Sáng chưa mở hàng. Cho. Chị tốt bụng mà đúng không? Thôi kệ, nó lên hương làm bà chủ không chừng. Biết đâu mốt mình nhờ giả nó được. Thả con tép bắt con tôm. Cho á. Cảm ơn chị, trời ơi. Cho. Chị vẫn tốt bụng như ngày nào luôn á. Vậy thôi em đi nha chị. Ừ. Bây giờ công việc gấp lắm luôn rồi. Đi đâu gấp dữ vậy? Trời ơi, nãy em nói chị đó, bây giờ công việc của em nó thay đổi rồi. Ờ. Đó, bây giờ mọi thứ đều phải bận rộn hơn, nhiều việc hơn, công việc nó cũng phức tạp hơn rất là nhiều. Em bây giờ là phải qua đỡ đẻ cho một con dê. Con dê nó thấy thương lắm. Đẻ ra bây giờ không có em là không thể nào mẹ tròn con vuông được hết á. Em chuyển từ chăm sóc thú bây giờ qua đỡ đẻ cho thú. Đó, chị thấy lên ghê không? Ừ. Vậy em đi nha. Cảm ơn chị nha. Bữa nào có dịp cái thăm mọi người sao nha. Chào chị. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.